Hello anh em chim cảnh quận 10 à. Xin kính chào anh em ạ. Hôm nay bên em rất là nhiều lửa đuôi dài à. Nhẹ nhàng ra cũng phải 20 mấy 30 con. Đuôi từ 18 cho đến hơn 22. Đuôi từ trên 18 đến 22 à. Đây, toàn bộ những cái lồng lớn máng bên trên đó là lửa đuôi dài hết á. Đó. Rất là nhiều luôn ạ. À. Rồi trong đây có những con đuôi dài nó bị gãy lao, bị mẻ lao đó, thì bên em sẽ hạ giá xuống em bán là thấp hơn một cấp. Đây con 22, con hơn 22 đây ạ. Chim đúng hàng bổi rừng á, hàng bổi rừng. Đây là lần đầu tiên em về, đây là lần đầu tiên em về được con lửa đuôi trên 22. Dạ. Hàng bổi rừng nha, chứ không phải là hàng sinh sản nha. Đó. Thì hôm qua nó yếu, em đã vú hết nguyên ngày hôm qua rồi. Rồi hôm nay ra em keo rất là cao. Keo rất là cao à. Đó, để cho con chim nó siết nắng. Đây. Đó, keo cao lên hẳn ở bên trên á. Rồi. Lửa binh thiên bạc ngàn lửa. Dạ. Đó, còn một mớ lửa lửa bổi đuôi dưới 18. Rồi ok anh em, thì là lửa bổi đuôi dưới 18 á nhiều nha, rất là nhiều. Em bán là 200.000 một con đó, còn mấy con mà bị gãy lao á em bán với giá là 120.000 một con ạ. À. Rồi để bây giờ em quay clip cái mớ lửa đuôi dài gửi đến anh em ạ. À. Thì ôi trời ơi, con 19,6 này gãy lao rồi. Đây, gãy lao. Rồi. Cái lao đang lật lì nghe đó. Rồi gãy lao thì bán giá 18 ạ. À. Dạ. Ok, để em quay cụ thể từng con ạ. À. Dạ rồi, đây là mớ đuôi dài của bên em ạ. À. À, cũng nhờ anh em nhớ dùm cái số ạ. À. Nhớ dùm cái số lồng để bên em chốt cho nó dễ ạ. À. Dạ, đây là lồng 109 ạ. À. Lồng 109. Con này là đuôi 18,2 ạ. À. Bộ trung và nhỏ. Con này bộ trung và nhỏ. Zin chim hết, không có một cái lỗi nào cả. Đó. Nhảy lên cầu uống nước anh em ạ. À. Nhảy lên cầu uống nước trong tập một cái cũng dễ thương. Dạ, con này em bán 350.000 ạ, à. Lồng 109 350.000. Dạ. Qua con lồng số 2, lồng tiếp theo anh em ạ, à. Lồng 108. Con này hôm qua em ra chim là nó còn zin luôn nha. Đuôi 18,8. Đuôi 18,8 ạ. À. Đó, sáng nay bung lồng ra. Bung lồng ra để quay clip ạ. À. Rồi nó nhảy gãy hết một cặp lao luôn, gãy ngang một cặp lao luôn. Đuôi 18,8 nha, lồng 108. Đuôi 18,8 em bán giá 250.000 ạ. À. Gãy một cặp lao luôn. À, anh em cứ tin tưởng à, em làm ăn bao anh em là uy tín. Không có chuyện mà con chim ngắn mà mình bỏ vô mà mình nói là 18,8 đâu. Rồi con này em bán là 250.000 nha. Lồng 108, đuôi 18,8. Dạ. Rồi. À, bạn này lồng 107 à. Lồng 107. Đuôi 20,1. Đuôi 20,1. Tướng sẻ cánh gà đàng hoàng nha anh em. Đó. Con này em bán với giá là 1,2 triệu. Tập liên tục. Dạ, lồng 107, đuôi 20,1, giá 1,2 triệu ạ. Rồi. Bên đây lồng 106 à. Rồi, đuôi gãy luôn rồi. Đuôi 18,7 đang bị gãy đuôi nhưng mà đang dính à. Vẫn đang dính cái cọng lao đó, vẫn đang dính vào à. Đuôi 17,7
lồng 106. Em bán là 250.000 ạ, 250.000. Gãy lao ạ. Gãy lao nha anh em. Đẹp. Lồng 106 18,7 gãy lao 250.000 ạ. Rồi. Bên đây lồng 105 ạ. 105 18,8 đuôi sao le, đuôi sao le 1+18,8 1+18,3 đuôi không gãy à, đuôi zin em bán giá 300.000 à. 18,8 lồng 105 nha, 18,8 đuôi sao le giá 300.000 à. Dạ. Rồi. Bên đây à. Gãy lao luôn rồi anh em. À, đuôi 20 lồng 104. Đuôi 20,1 gãy lao. Em hạ một cấp, em bán giá 700.000. 104 nha. Lồng 104. Tướng chim đẹp nha anh em. Tướng chim rất là đẹp. Cặp lao nó còn dính à, nói chung cái phần gãy nó còn dính nha. Chứ à, chưa có rụng ra. Ôi chà. Con này bộ sẻ nha anh em. Rồi lồng 104 đuôi 20,1 gãy lao 700.000 à. Rồi lồng 103, lồng 103 đuôi 18,6, đuôi 18,6 đuôi zin hết, còn đầy đủ hết à. Con này em bán 350.000 à. Lồng 103 đuôi 18,6 giá 350.000 à. Rồi siêu mẫu đây anh em, siêu mẫu đặt liên tục bộ sẻ nha anh em. Lồng 102, con này là lồng 102 đuôi 19 giá 700.000 bộ sẻ nha anh em. Dạ. Rồi lồng 102 đuôi 19 giá 700.000. Rồi lồng 101 à, đuôi 13,2, lồng 101 đuôi 13,2 đuôi siêu ngắn à, giá 400.000 à. Nó bù trên này. Đuôi 13,2 lồng 101 giá 400.000. Rồi lồng 100, lồng 100 đuôi 19, đuôi 19 tỉnh chim nha, zin hết à. Đó, lồng 100 đuôi 19 giá 700.000 anh em à. Dạ. Rồi lồng 601 đuôi 21, lồng 601 đuôi 21 hôm nay em bán xả luôn, riêng con này lồng 601 nha, đuôi dài 21 cm. Em bán với giá là 1,7 triệu nha. 1,7 triệu lồng 601 nha. Để em kêu bạn, bạn ấy ghi cái giá vô, mất công bạn ấy lộn. Thái ơi, lấy cái viết giùm. Đây 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 là Thái. Trên bàn nè. Tại em sửa giá, em nói chung em đao giá. Em đeo đao giá xuống cho nên em ấy. Lồng này ghi giùm lông. Đó, đúng rồi. Rồi, ghi giá vô giùm lông là 1,7 triệu. 1,7 triệu. Đuôi 21 nha anh em. Rồi, ok anh em. Rồi. Lồng 64. Lồng 64 đuôi 18,2 à. Em bán 350.000 à. À, tỉnh chim ghê. Nhảy cò cò kiếm đồ ăn. Rồi. Lồng 713. Đuôi 19,3.
đẹp anh em. Đẹp nha. Lồng 73, đuôi 19,3, em bán 700 ngàn à. 700 ngàn đuôi zin nha. Rồi. Lồng 902. Lồng 902 đuôi 18,3. Đó. Lồng 902 đuôi 18,3 em bán 350 ngàn. Con này bộ nhỏ, bản đuôi lớn lắm nha anh em. Bản đuôi lớn. Đây. Bản đuôi nè. Rồi. Lồng 196. Ôi chà, con này bản đuôi còn kinh khủng hơn nữa. Lồng 196 đuôi 18,3 em cũng bán 350 ngàn à. Bản đuôi hết hồn. 196 nha anh em, đuôi 18,3, 350 ngàn. Rồi. Lồng 103 đuôi 20,8. Lồng 103 đuôi 20,8 em bán giá 2 triệu à. Ý, sorry anh em nhầm à, em bán giá 1,2 triệu à. Lồng 103 đuôi 20,8 giá 1,2 triệu à. Con này đẹp nha anh em. Con này đẹp. Lông lá mướt mượt. Ôm lông nữa. Rồi. Lồng 1386. Lồng 1386 đuôi 19,6. Rồi, mẻ đầu lao rồi. Mẻ đầu lao. Lồng 1386 đuôi 19,6 em bán với giá đuôi 18, giá 350 ngàn luôn anh em. Đuôi 19,6 nha. Mẻ đầu lao. Dạ. Lồng 1386 đuôi 19,6 mẻ đầu lao giá 350 ngàn à. Dạ. Con này là nét nha anh em. Nét. Bao anh em chơi con này hết bài luôn. Lồng 202 đuôi 20,1. Lồng 202 đuôi 20,1 mất một lao. Một lao, mất một lao à. Rồi, con này em bán với giá đuôi 19 luôn. 700 ngàn anh em. 700 ngàn. Dạ. Rồi, à, hôm qua, tối hôm qua mà anh em xem clip á. Đây, lần đầu tiên em về được con lửa đuôi trên 22. Mà hôm qua chim yếu, đuôi lụa nha anh em. Đuôi lộ, hôm qua chim yếu, để mà cố gắng em lộng thêm một ngày nữa. Nhưng mà nếu em thấy chim khỏe, em sẽ giao luôn á. Rồi, con đuôi 202 này em bán là, con đuôi 22 này á, em bán là giá là 3,5 triệu nha anh em. 3,5 triệu. Chim hàng rừng nha. Bao anh em hàng rừng, cây lồng này là lồng 90 nha. Lồng này là lồng 90 à. Dạ. Rồi, ok anh em, cảm ơn anh em đã xem clip và ủng hộ cho Chim Cảnh quận 10 thời gian vừa qua. Em rất cảm ơn anh em ạ. À. Xin chào thân ái anh em ạ. À.